Chào cô chú anh chị đã chăn nuôi bến tre. Hôm nay lên bỏ mẹ con nè, mẹ ru ha. Mẹ ru xin con là con bột kem ha. Mẹ đang ôm con lứa thứ hai, giờ mời cô chú anh chị xem nội dung hết, cho cả nghĩ mua thì liên hệ cho bên em ha. Đây là hình ảnh bỏ mẹ con ha. Mẹ ru xin con là con đực kem đó. Đây thì mẹ chịu cam đâu là 1m33 ha. Đó con được kem mà được 1,5 tháng rồi ha. Đây chân cẳng mẹ con là hoàn thiện hết ha, không có bú xe xuống lún xuống ruột gì hết, xương sóc mẹ nè, thấy không, chân móng xương sóc ha, mẹ con là rất là xương to ha. Đây được kem à, mẹ là sấy mặt là nghiêm chỉnh nha chú anh chị. Sẽ mặt sẽ lưng hoàn thiện luôn chú anh chị, thấy không? Đây sẽ lưng nè, đó sẽ mặt sẽ lưng là hoàn thiện hết ha. Thì bên đối bộ đã rồi như thế này, bên em bao rồi lú là 3 tháng nha đó. Đây chân trước nè, đó mẹ một màu không có lem bớt điểm mi gì hết nha, chân trước lúng mà lúng chèn chú anh chị, dần lúng chèn của nó nè, thấy không, con nè lúng chèn, mẹ lúng chèn kiểu mẫu khổ phải nói tới ha. Đó đây bò thì bên em bán là bao rồi đủ 3 tháng ha, ăn uống mạnh, bò là chích ngừa đầy đủ hết rồi nghe chú anh chị. Đây đó, đây hình ảnh nè, em gửi cho cô chú nhìn xem kỹ nè, thấy ưng ý mua thì liên hệ đó, bỏ mấy con này anh chủ nhà em cũng bàn bạc thương lượng rồi ha, em nhận bán giá là 29 triệu đó, bỏ con em bán giá 29 triệu ha chú anh chị. Đây thì mong cô chú chị bạn gần xa thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em nha, con được nè. Mẹ đầu trụi, mẹ là đầu xin cu cu đang sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh luôn chú chị. Đây xong lưng nữa ha, ta lòng ra những nhờ mỏng gió ha, này do cả bên xi măng nó tày ha chứ chị, không có bình thường không có quan trọng ha. Đây đó, đây đây đó, chân cẳng dàn chân móng này quay kỹ cho cô chú xem kỹ nữa không. Đây chân trước nè lúng mà lúng hang dàn lúng của nó thêm chú chị, thấy không. Đó, chân sau nè. Đó. Đây. Đó thì bộ con này cho nhà anh bán giá là 29 triệu nha. Thì cô chú chị gần xa nghĩ mua thì liên hệ cho em. Mẹ đang ôm con nên nó dẻo dẻo bò ha. Đây, giá là cực kỳ mềm mượt hương, ôm được kem nghe. Đó, bộ mẹ con có 29 triệu à. Thì tìm đâu xa cũng như chị, anh ta nhấc máy gọi cho em ha. Đây. Đó. Đây. Đó, thì cô chú anh chị mình gần xa ưng ý mua thì liên hệ cho bên em ha. Giá tiền là 29 triệu mẹ ôm con lứa thứ hai. Con đực này chân cẳng nè, thấy không? Xương sóc nè. Đó, một con cũng mang mẹ mát sữa nha cho chú anh chị. Đó. Bây giờ mời cô chú xem nó kỹ ha, giá cả ưng ý là mua thì liên hệ cho em. Hình ảnh hôm nay em lên bộ mẹ con chú anh chị, thì mẹ cọp ha, đang ôm con cấy kem, thì mẹ này chiều cao đo là 1m35 bò ha, mẹ cực kỳ dài đòn luôn, mẹ cọp hả đòn dài rồi ha,
tàn lớn quý anh chị. Đó thì coi thùng gạo lớn lộc, thùng gạo lớn ấy, chiều cao 1m35 bò ha chú anh chị. Mẹ đầu trụi nè. Đó. Mẹ xây đầu nè chú ơi, đầu hơi miếng sừng nè. Đặt ha, xong chị sừng da nha. Đó. Đó. Sừng nó vậy là nó không có la nữa chú anh chị. Thì đang ôm con lứa thứ ba ha. Con được cái kem à. Tầm 2 tháng rưỡi tuổi nè chú anh chị, cái kem ha. Mẹ là sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh nha. Rồi sái lưng mẹ nè. Thấy chưa? Đây, xong lưng rồi chú anh chị. Đó. Mẹ đầu trụi nha. Chân cẳng xương sóc là xương to rồi chú anh chị. Rồi, chân trước nè. Chân cẳng là mẹ con là không có bú bắp xe xuống đúng phút luộc hết nha. Dần chân trước là chú anh chị. Bò này hay liền bò ha. Đây, lúng này, dần lúng quá nè. Kiểu mẫu khổ hay nói tới rồi chú anh chị. À, chân sau nè. Thấy chưa? Đó, dàn chân sau của chú anh chị. Đây. Con được 2 tháng rưỡi tuổi ha. Thì con mẹ là vô nọc được 1 tháng rồi chú anh chị. Đó. Mẹ vô nọc cũng vô nọc là gieo tinh kem bại luôn chú anh chị. Đó. Đây. Đít nè. Thắt thăng nghe không? Nghe nó còn mát sữa ha. Đầu vú của mẹ nè. À, chân cẳng là xương sóc xương to ha. Đít thì cũng vậy. Đít qua nè ha. Đây. Thì bộ mấy con này anh chủ nhà anh bán giá là 41 triệu ha chú anh chị. Đó. Giá 41 triệu thì mẹ tàn khung tàn rùng dạo lớn. Đó. 41 triệu. Cô chú chị nào gần xa ưng ý mua liên hệ. Chân cẳng nè, thấy không? Mẹ đầu trụi mẹ siêu cọp ha. Con kem Pháp. Đây. Con xá tích cũng nghiêm chỉnh luôn chú chị. Gân nè. Đây, mẹ anh coi xong lưng lại mẹ cho chúng chị xem kỹ nè. Thấy không? Đó. Mẹ siêu tập ha. Thì quay trong chuồng nó hơi chật chật, cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho em ha. Tầm xa mình quay mình coi quá. Hơi hẹp. Mình ha. Chân cẳng là con nè chú anh chị. Con nè. Ú nụ lắm luôn. Con ú bên ha. Ha, hay bỏ mày con nè chú nhà anh báo giá là 41 triệu đó. Cô chú anh chị nào gần xa ưng ý được bỏ mày con này thì liên hệ ha. Rồi lú là bên em bao là 3 tháng hen chú anh chị. Đó. Nè. Đây. Đó giờ hình ảnh nó cũng gửi lại nè, mong cô chú anh chị xem kỹ ha. Thấy giá cả ưng ý mua liên hệ nè. Cái lượng tháng này đó. Rồi giờ hình ảnh nó mới gửi rồi, hay mong cô chú cho mình xem kỹ ha, thấy ưng ý mua liên hệ cho em nha. Để sở hữu bò bò gì mình làm giống nền sinh sản ha chú anh chị. Đó, mẹ rất là đẹp. Thả đòn kỳ dài luôn. Liền bò ha.